Nấu gì đi? Cholimex đây. Nước mắm hương Việt, gói trọn tinh hoa của biển cả trong từng giọt nước mắm cốt các con tươi nguyên chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thơm hương truyền thống. Cholimex Food, gia vị cuộc sống. Nghề được xem là sự già, mang lại sức khỏe và sắc đẹp. Và nghề cũng là khởi nguồn cho những món ngon, đậm đà, khó cưỡng. Thưa quý vị, từ lâu nghề được biết đến là một gia vị không thể thiếu trong mỗi căn bếp của người Việt. Tại Huế, củ nghề được trồng nhiều ở vùng đất ngã Ba Tuần, nơi hai nhánh tả hữu sông Hương gặp nhau trước khi chảy vào thành phố. Củ nghề Tuần là nguyên liệu chính cho nhiều món ăn ngon, không chỉ đánh thức vị giác của thực khách mà còn là phương thuốc chữa lành bệnh rất hữu hiệu. Bún xào nghề kiểu Huế là một món ăn như thế. Tuần là một cái vùng đất đầu nguồn của sông Hương, được thiên nhiên ban tặng những cái sản phẩm rất là nổi tiếng, rất là ngon. Ví dụ như chúng ta có củ nghệ. Củ nghệ ở Tuần nó khá nổi tiếng bởi tất cả các cái chất dinh dưỡng của mảnh đất đó, nó đã tạo cho một củ nghệ nó ngọt hơn, giòn hơn, nó cố đồng lại những cái dưỡng chất vào trong củ nghệ. Khi ăn củ nghệ Tuần thì mình cảm thấy nó thơm hơn, nó ngon hơn. Củ nghệ Tuần á, nó sẽ khác với những cái củ nghệ Gia Lai hoặc là ở cái vùng miền khác. Đó là củ nghệ Tuần nó nhỏ, những cái củ nghệ nó bám vào với nhau. Khi mà mình dùng cái tay nhẹ nhàng, mình đẩy nó chỗ cái lớp mỏng của củ nghệ thì mình sẽ thấy nó sẽ có màu vàng đậm hơn và củ nghệ nó chắc hơn. Bún xào nghề á, thì sử sách á, người ta viết thì nó có nhiều giai đoạn. Tuy nhiên như là cô Mai Thị Trà chia sẻ, nó được ra đời khá lâu và đó là một cái món ăn dân gian. Tuy nhiên nó mang một cái giá trị hơn nữa, đó là một cái bài thuốc vào những cái thời tiết ẩm ương hoặc là đặc biệt là trời lạnh thì người ta sử dụng, bởi vì củ nghề đó nó sẽ trị cái bệnh ho, viêm phế quản. Hoặc đặc biệt hơn nữa, người phụ nữ sẽ sử dụng cái món ăn đó như một cái bài thuốc để làm cho da đẹp hơn. Món bún xào nghề á, nó sẽ không giống như những cái món nào ở bất kỳ một quốc gia nào hay một địa phương nào, bởi vì là sự kết hợp của bún làng Vân Cù, rồi là nghề thì ở Hà Tùng, và đặc biệt hơn chúng ta lược những con heo mà được người ta nuôi rất là sạch, thì chúng ta sẽ sử dụng nướng nuôi vào cái lông da đó, và mình phải sơ chế thật là kỹ để tạo nên một cái món ăn đặc trưng hơn của người dân xứ Huế. Thưa quý vị, bún xào nghề kiểu Huế được làm nên từ những nguyên liệu rất dân dã nhưng lại đòi hỏi nhiều bí quyết từ bàn tay người chế biến. Và ngày hôm nay thì chuyên gia ẩm thực Phan Vũ Diệu Bình, giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Huế sẽ hướng dẫn chúng ta làm món ăn này cho những bữa ăn ngon miệng cùng người thân hay gia đình. Thùy Trang xin chào chuyên gia ẩm thực Phan Vũ Diệu Bình ạ. Xin chào Trang. Vâng, lúc này thì Thùy Trang cũng như quý vị khán giả đang rất là nóng lòng để cùng chị vào bếp để thực hiện món bún xào nghề kiểu Huế ngày hôm nay. Vâng, đầu tiên thì ơn. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần chuẩn bị nguyên liệu đúng không ạ? Món bún xào nghề kiểu Huế thì đầu tiên mình phải có bún. Bún là mình sẽ lấy bún từ làng Vân Cù. Tiếp theo là mình phải có lông da và núm đuôi, đặc biệt là có thêm một ít huyết để cho nó tăng thêm cái giá trị thưởng thức của món ăn. Và không thể thiếu cả cái gia vị ở trong món ăn này. Ví dụ như là mình phải có rau răm nè, có nghề này, thì nghề là mình phải chọn cái nghề Tuần, rồi đến đó là mình sẽ có một ít ớt, rồi hành, rồi mình sẽ có tỏi và nén để tìm mình làm cho cái giá trị cảm quan nó tăng thêm phần ngon bổ dưỡng của món ăn này. Dạ, vâng, vậy bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chế biến đúng không ạ? Vâng, bây giờ đầu tiên mình sẽ chân cái núm đuôi và lông da này Thùy Trang nhé. Yeah. Lúc nãy là chị đã sơ chế sạch rồi, nhưng mà mình muốn làm cho cái món này nó thơm ngon hơn nữa, nó sạch hơn, thì mình sẽ chân qua. Trong cái nước chân này mình sẽ có một ít gừng này, một ít muối này để cho nó thơm và sạch hơn.
Sẽ chân trong thời gian bao lâu là được ạ chị? Mình chỉ chân trong thời gian là 2 phút thôi nhé. Nhưng mà chân lâu quá thì nó sẽ làm cứng đi. Sau khi mình chân xong thì mình sẽ cho cái phần nụm đuối ra. Nước lạnh Trang có biết mình bỏ ra đây để làm gì không ạ? Em nghĩ là để làm nguội và cho cái lông nó giòn đúng không ạ? À đúng rồi, mình sẽ làm cho sạch trắng hơn và nó sẽ giòn hơn. Trong lúc chơi nụm đuối nó nguội đi thì mình sẽ dạ nghề. Đầu tiên mình sẽ cho nghề ra thử cắt nó nhỏ. Ví dụ như một cục nghề mình chỉ cắt 2 phần. Người ta thường cho vào xay, tuy nhiên mình nên dạ. Tại vì mình giả thì tính dầu trong nghề nó sẽ ngon hơn. Cái nghề nó mình ăn mình sẽ thấy giòn hơn. Yeah. Còn khi mình xay á, cả cái cớ của nghề á, nó sẽ bị nát hết rồi. Nó sẽ không còn cái giá trị dinh dưỡng nữa. Yeah. À. Nên là với cái món bún nghề này thì chúng ta vẫn nên là giả tay. Đúng rồi, mình nên giả tay. Yeah. Mình nên chọn những cái củ nghề như thế nào để đảm bảo được cái hương vị cánh nông cho cái món bún sau nghề này ạ? Chị sẽ chọn những cái nghề mà nó nhỏ, nó không có những cái củ nghề nó to quá. Nó nhỏ thì nó cái chất dinh dưỡng của nó tù vào ở trong, nó cố đồng lại. À, thì Trang có thể giúp chị giả được không ạ? Dạ. Tiếp theo mình sẽ băm một ít hành. Đặc biệt hôm nay là chị sẽ giới thiệu thêm là một ít nệm này. Nệm này mình sẽ ướp vào trong lòng á thì nó sẽ thơm và ngon hơn nữa. Cái nệm này thì mua nào trong năm cũng có hay sao ạ? Nệm này á thì mua súng thì có nhiều hơn. Còn có những thời điểm mà trời nắng á thì mình cần nệm, nhưng là nệm này rất là đắt. Đặc biệt á, món bún nghề mình phải có rau răm. Rau răm á thì người Huế mình thì hay gọi là cắt rỗi. Còn nghĩa là mình cũng không cắt quá mịn mà cũng không cắt quá to. Để khi mà mình trộn vào với bún á thì nó sẽ ngon hơn. Rau mà để tạo mùi á thì Thùy Trang thấy có khá nhiều loại, ví dụ như là ngò tây hay là rau thơm, rau quế chẳng hạn, thì mình có thể thay thế bằng những cái loại rau đó không? À không, Thùy Trang biết sao không? Mình ăn cái món bún nghề này là mình phải chọn rau răm. Nó mới hợp. Ăn ngon. Như Thùy Trang nói là mình tạo thêm mùi nhưng mình chỉ cho một ít thôi nhé. Là mình vẫn để cho cái rau răm là cái hương vị chủ yếu cho đúng rồi, cái món bún này. Đúng rồi. Với phần chanh và ớt này thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào cho món ăn này ạ? Người Huế mình là trong các món ăn thường thường phải có ớt. Tí nữa cũng sẽ ướp một ít ớt vào trong nguyên liệu. Có một số người là người ta thích vắt vào một ít chanh để cho tăng thêm cái giá trị tham quan của món ăn hết. Dường như cái vị cay luôn là một cái hương vị rất là đặc trưng của những món ăn mà nó đúng đậm rồi, Huế đúng, đúng không rồi. Thật ra nghe nó cũng có một chút cay. Nhưng nó cay nhẹ. Chứ còn ở đây mình phải tăng thêm một chút ớt để cho nó mang đúng cái đặc trưng của người Huế chúng ta. Lòng cũng đã vừa nguội rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với công đoạn. Bây giờ chị sẽ cắt lòng ra để mà mình tẩm ướp. Vì một phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của món ăn này đó chính là phần nụm đuôi xào. Công đoạn này nghe có vẻ đơn giản nhưng mà thực tế là không hề đơn giản chút nào, bởi nó đòi hỏi rất là nhiều những bí quyết riêng để nụm đuôi không bị mùi, không bị dai và vị thấm vừa phải. Chị Diệu Minh có thể bật mí cho Thùy Trang cũng như là quý vị khán giả một vài bí quyết được không ạ? Thì là sơ chế rất là kỳ. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng bột mì và giấm này, mình làm sạch cái khâu đầu tiên. Sau khi mà mình làm sạch với bột mì và giấm rồi thì mình đã làm sạch muối và rượu nữa. Khi mình chân nữa thì Trang thấy nó đã ra thì rất là sạch. Vậy là quá rất là nhiều công đoạn. Bột mì sử dụng trong lúc sơ chế là có tác dụng gì ạ? Bột mì nó sẽ hút về cả cái chất bẩn đấy. Khi mình đưa ở cái vôi nước á thì nó sẽ trôi rất là nhanh. Đây cũng là một cái bí quyết rất là hay. Và nó có thể áp dụng cho các loại thịt cá mà. Đúng rồi. Và có những người chị, người mẹ ở Huế khi người ta rửa chén bát người ta cũng sử dụng bột mì. Ngày hôm nay thì Trang lại học được một bí quyết để vào bếp. Trang thấy này, cắt nụm đuối ra thì Trang nhìn thấy nó rất là sạch và trắng. Mình phải làm thật kỳ bởi vì nụm đuối và lòng da nó có những cái mùi rất là khó chịu. Ngoài cái nụm đuối hay là lòng da mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay thì có thể thay thế cái nguyên liệu nào khác cho món bún nghề sao đấy không? Có những người người ta ăn chay thì người ta sử dụng cả cái nguyên liệu, ví dụ như là người ta sử dụng khuôn đấu hay sử dụng pá rố để trộn trong cái món đó. Vậy là món bún nghề này có vừa có thể làm là bún nghề xào mặn và có thể là làm cả bún nghề xào chay nữa. Đúng rồi. Khi mà thải cái lông này thì mình có cần chú ý gì về cái độ dày mỏng của từng miếng lông không? Thì chị sẽ dùng cắt khoảng tâm tư là 0.5 đến 0.7 mm. Sẽ đến qua một cái phần rất là quan trọng, đó là phần tẩm ướp. Sẽ sử dụng một phần 3 của nghề này.
đây là có một ít nén trắng nhé, bột cánh của chô lê mứt trắng nha. Mình sử dụng một lượng vừa phải tiêu, một chút đường và đặc biệt không thể thiếu một chút nước mắm hương vị của chô lê mứt. Sau đó thì mình sẽ đảo đều, chỉ đảo một cái là trắng phải nghe nó để trắng nó làm vang cái phần mình đúng không nè. Thưa quý vị, bên cạnh việc sử dụng để chế biến các món ăn thì nghề còn được xay thành tinh bột để uống hay là làm mứt để đãi khách những ngày lễ Tết. Mứt nghề Huế tuy nhỏ nhưng dày hương thơm và đậm đà, mới ăn vào thì có vị hơi ngâm nhưng sau lại thấy ngọt ở cổ, húp thêm một ngụm trà nữa thì đúng là ngầm mà nghe. Cảm giác rất là đặc biệt. Chị bên ơi, bên cạnh nghề vàng thì còn có nghề đỏ và nghề đen. Vậy thì hai loại nghề này có thể sử dụng để chế biến món ăn được không ạ? Thông thường thì người ta sử dụng nghề vàng để làm trong cái chế biến món ăn, còn nghề đỏ và nghề đen thì người ta làm trong những cái bài thuốc. Đặc biệt là người phụ nữ mà sau khi sinh ăn nghề nhiều thì da rất là đẹp. Chúng ta sẽ ướp trong thời gian bao nhiêu lâu vậy? Mình sẽ ướp trong 15 phút nhé. Trong lúc chờ đợi thì bây giờ mình sẽ trộn bún cho ngon thì mình sẽ làm một ít dầu hành. Thưa quý vị, chúng ta thường nghe mọi người nói nhiều về công dụng của củ nghệ với mùi thơm nồng, tịnh ấm và chứa nhiều vitamin, khoáng chất như vitamin K, vitamin C, E, kali, canxi, sắt v.v. Nên nghệ thường được dùng trong các bài thuốc cổ truyền hỗ trợ điều trị dạ dày, ăn uống không tiêu, các bệnh về gan mật hay là kháng khuẩn, chống viêm, trì ho v.v. Và đặc biệt trong củ nghệ chứa nhiều hoạt chất curcumin còn được sử dụng làm mỹ phẩm chăm sóc da rất là hiệu quả. Tuy nhiên chúng ta cũng cần lưu ý liều lượng sử dụng để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Như món bún nghệ này thì mình có thể thưởng thức bao nhiêu lần đây chị Diệu Bình? Nghệ nó cũng có giá trị dinh dưỡng rất là cao này, nó là vừa vị thuốc. Tuy nhiên mình cũng không nên lạm dụng quá nhiều, tại vì nghệ nó có tính nóng. Nếu mà mình ăn nhiều quá thì nó cũng không tốt. Mình chỉ ăn vừa phải. Bây giờ mình sẽ phi dầu hành nhé Trác. Dạ. Phi dầu hành ấy, chúng ta dùng kết hợp cả hành và nệm đúng không ạ? Đúng rồi. Mình sẽ kết hợp hành và nệm để cho nó thơm hơn. Và đặc biệt sau khi mình phi dầu hành này để mình trộn bún thì mình sẽ có thêm một ít nghệ để mình tạo cái màu vàng ống cho món bún của chúng ta. Đúng rồi, sự hòa quyện giữa hành tím, củ nệm và nghệ nó tạo nên một cái mùi thơm rất là đặc trưng. Mình sẽ trộn bún rồi mình cũng sẽ thêm vào đây một ít bột cánh của chô lê mứt. Bây giờ mình sẽ trộn đều. Mục đích của cái việc trộn bún trước này là để làm gì vậy? Nếu như mình không trộn thì nó sẽ không đều cái gia vị. Bây giờ thì Trang nhìn thấy nó đều rồi đúng không? Không quá ngạc nhiên khi mà có quá nhiều món ăn gắn liền với bún như vậy, bởi vì bún cũng chính là một loài đặc sản của Huế, nổi danh và được nhiều người biết đến nhất. Đó chính là bún làng Vân Cù đúng không chị Diệu Bình? Đúng rồi, chính xác, bún làng Vân Cù. Nơi đó là nó người dân người ta tạo ra những cái sản phẩm bún rất là ngon. Những sợi bún nó nhỏ, nó thanh và nó ăn vào mình cảm thấy là nó mềm nhưng mà nó không bị bể. Và đó cũng chính là một cái đặc trưng rất riêng của những sợi bún Huế, nó khác với những cái vùng miền khác. Đúng rồi, chính xác. Rồi sau khi mình đã đủ thời gian tập ướp rồi, bây giờ mình sẽ sao? Mình cũng sẽ cho dầu ăn và cả cái tính dầu của nén và tính dầu của hành thì nó sẽ hòa tan khi nhiệt độ cao. Rồi mình sẽ cho cái phần này vào. Nhớ là phải xào thật kỹ nhé. Xào với nhiệt độ là 100 độ C và ở thời gian là tầm khoảng 5 phút. Cái Trang lưu ý này, khi mình xào đừng để cho nước ra quá nhiều. Nếu mình xào lâu quá thì nước ra nhiều thì tí nữa mình trộn bún nó sẽ làm cho bún bị ướt. Có như vậy là chúng ta biết thêm được một cái bí quyết nhỏ mình khi làm món bún nghệ này để cho bún không bị nhão. Thì lúc sau lòng không để cho lòng ra quá nhiều nước và chúng ta phải canh chỉnh nhiệt độ phù hợp và trong thời gian là khoảng tầm 5 phút thì lòng vừa chín tới. Ok, nhân của mình đã chín rồi thì bây giờ mình sẽ cho bún vào để mình trộn. Khi mà cho bún vào sau như vậy chúng ta có cần lưu ý điều gì không ạ chị? Mình phải đảo đều. Là nếu như mà chúng ta không có đảo kịp thì sẽ có một cái lớp bún nó cháy xém bởi vì dao. Khi mà trộn bún vậy chúng ta có cần hạ lửa thấp xuống không? Không, lửa cho to để cho nó tới sợi bún được cả. Được chứ? Mình nếu như mình hạ lửa thì nó sẽ bị hụt cái nước. Rồi mình xào như vậy là mình xào tầm khoảng từ 3 đến 5 phút. Bây giờ mình sẽ cho rau vào. Và nhớ khi cho rau vào thì mình tắt lửa đi. Nếu như mình để lửa lớn thì là sẽ làm cho rau nó chín và nó sẽ dễ bị ê. Thưa quý vị, nếu như món ăn cung đình được bày biện một cách cầu kỳ tỉ mỉ thì món ăn dân gian của Huế lại hướng đến sự gần gũi, đơn giản nhưng gây nhiều thương nhớ. Và không biết là chuyên gia ẩm thực Phan Vũ Diệu Bình sẽ gây thương nhớ cho thực khách với món bún xào nghề này như thế nào. Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi nhé.
Món ăn dân gian mình cũng phải trang trí để tạo không những ăn ngon mà mình còn phải ăn đẹp mắt, nhưng mình phải trang trí những cái nguyên liệu nó gần gũi và những cái bông hoa rất là nhìn rất là dễ thương. Ở đây là chỉ sử dụng cà rốt này, dưa leo này, rồi cái bên kia thì có cà chua, có dưa leo đó, những cái nguyên liệu rất là dễ kiếm. Vâng, và với những cái nguyên liệu rất là đơn giản như là dưa leo hay là củ cà rốt thì chị Diệu Vinh đã tỉa thành những cái bông hoa hay là những cái cánh hoa rất là dễ thương ạ. Đó là những cái cánh hoa ly, sẽ cho thêm một vài cái ớt mình điểm vào đây, thấy chưa? Mình sẽ cho một vài cái ngon. Vâng, thưa quý vị, quả thật là đừng ngồi không yên với dĩa bún xào nghề của chuyên gia ẩm thực Phan Hữu Diệu Vinh. Thì Trang đang bị cuốn hút với màu vàng óng ả của sợi bún, từng miếng núm đuôi tròn tròn xinh xinh nằm ẩn lớp dưới lớp nghề mịn màng cùng màu xanh mơn mởn của rau răm. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, thì Trang xin mời chị Diệu Vinh cùng vào bàn và chúng ta sẽ thưởng thức món ăn này thôi. Vâng. Thì mình sẽ trộn những cái rau này. Thì Trang thấy đã điêu rồi, bây giờ thưởng thức được rồi đúng không ạ? Dạ, xin mời chị ạ. Có những nơi thì người ta ăn nguyên cả gì ạ, nhưng mà là người phụ nữ Huế thì nó có những cái nét đặc trưng riêng. Lúc nào người ta ăn người ta cũng bỏ vào một cái chén nhỏ. Ngon hơn nữa mình sử dụng cái tương ớt này. Thế nó sẽ tăng cái vị cay cho cái bún của ta. Đúng rồi. Khi mà đứng bếp cùng với chị Diệu Vinh thì Trang thấy là chị có rất là nhiều những cái bí quyết, mặc dù nó nhỏ thôi nhưng mà Trang nghĩ đó cũng là một cái quá trình mà học hỏi và chắc lọc rất là lâu năm đúng không ạ? Đúng rồi, mình cũng lớn lên với nghề là cũng từ cái trường cao đẳng du lịch Huế này. Mình cũng là một trong những sinh viên của trường từ cách đây 19 năm. Mình đã học hỏi được những thầy cô, những anh chị đi trước. Và đặc biệt á, mẹ chồng của mình nữa, mẹ chồng của mình cũng là một bếp trưởng của khách sạn Hương Gia. Nên mình cũng rất là được nhiều cái kinh nghiệm của mọi người để lại và một sự rèn luyện ngay ở ngôi trường này. Thì Trang cũng cảm thấy khá là thắc mắc. Thường thì câu chuyện bếp núc là của người phụ nữ, nhưng mà những cái chuyên gia hàng đầu về ẩm thực thì xuất hiện rất là nhiều những cái đầu bếp là đàn ông. Đúng rồi, những cái chuyên gia về bếp hàng đầu là thường thường là nam, bởi vì người phụ nữ không phải là người ta không làm được, nhưng do người ta còn phải bận công việc nhà, người ta còn phải là tê giá nội thất, nên là người đàn ông thì người ta có thời gian hơn, và đặc biệt là người đàn ông người ta có sức khỏe hơn nên người ta có một cái vị trí cao hơn, và những cái người mà chuyên gia đàn ông người ta sẽ làm tròn cái nhiệm vụ đó nhiều hơn. Thưa quý vị, với những người lần đầu tiên ăn món bún xào nghề này thì sẽ cảm thấy có vị lạ lạ, hơi hăng của nghề tươi, nhưng chỉ cần qua miệng thứ hai thôi thì bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự mềm mại, không khô không nhão mà rất vừa ăn của sợi bún kết hợp với mùi thơm của còng rau răm, vì béo béo dai dai của lòng heo vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của hành và tỏi phi. Và thêm một ý tư ẩn nữa thì quả thật là đúng chất Huế. Thưa chị Diệu Vinh, người ta vẫn thường nói là muốn ăn thì lăn vào bếp, nhưng mà để lăn vào bếp và có được một thành quả như thế này thì quả không đơn giản đúng không ạ? Nếu như mình có lòng đam mê thì mình sẽ thực hiện được những cái mà mình mong muốn. Và bây giờ thì phụ nữ Huế nó cũng rất là bận rộn, nhiều người người ta cũng muốn làm nhưng người ta không có thời gian đó, nên là mình nghĩ là tất cả nếu như nó có đầy đủ các cái yếu tố thì ai cũng sẽ làm được hết. Chỉ cần đam mê. Chỉ cần đam mê. Xin mời chị tiếp tục thưởng thức ạ. Nước mắm hương Việt, gói trọn tinh hoa của biển cả trong việc giọt nước mắm cốt các con tươi nguyên chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thơm hương truyền thống. Jolly Mesh Food, gia vị cuộc sống. Thưa quý vị, nghề là một loại gia vị được trồng khắp nơi tại Việt Nam. Mặc dù ở mỗi vùng đất, hương vị của nó sẽ ít nhiều khác nhau. Nhưng điều quan trọng là loài củ này đã có phần tạo ra thật nhiều món ngon đặc trưng cho mỗi vùng miền. Đó là lương xào nghệ, cá kho nghệ, xôi nghệ, sữa nghệ, mứt nghệ, v.v. Và tất nhiên là không thể thiếu món bún xào nghệ đặc trưng của Huế mà chúng ta vừa được chuyên gia ẩm thực Phan Vũ Diệu Bình giới thiệu.
Xin cảm ơn nhãn hàng Cholimex đã đồng hành đưa những món ăn nổi tiếng xứ Huế đi khắp muôn phương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị với những món ăn đặc trưng của Huế, kinh đô ẩm thực.